Ông có thể giao lưu lên với nhà gái tôi một xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì. Là đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân một tháng. Giới thiệu đàn trai. À rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thuê nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120.000 nhân cho 3 ngày, 30 ngày là 3.6 triệu. Rồi, vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi. Di chuyển 400.000 tiền xăng một tháng. Rồi. Chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi. Tiết kiệm 5 triệu. Rồi. Dự phòng 2 triệu. Rồi. Đó là tài chính một tháng rồi cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn này người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi, đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn, thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu. Chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu, à có lên. Có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu, phải có vợ rồi. À là nhân đôi hả? À, nhân đôi có vợ rồi phải cộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100 ngàn nhân cho 30 ngày là 3 triệu. Lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ơn ổng ăn 120 ngày. Mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là. Ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là 2 nồi cơm, giờ còn có 1 nồi cơm nó giảm à. À giảm một nồi giảm chi phí hai người nó giảm xuống. Mua sắm hai người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 5. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và đấy, các anh chị khán giả trong trường quay có mặt trong ngày hôm nay. Và bạn nam bên kia, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tố Nữ, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Nữ hả? Dạ, Tố Nữ làm gì Tố Nữ? Dạ em làm về chuyên về mảng planning cho một công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh ạ. Ở quận mấy? Dạ ở quận 7 ạ. À quận 7. Dạ. Trời cái tên Tố Nữ nghe tự nhiên tôi thèm khát một cái trái cây gì đó. Mít mít Tố Nữ. Dạ. Ừ tranh Tố Nữ cũng đẹp mà mít Tố Nữ cũng ngon. Rồi mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Đình Lân, em năm nay 30 tuổi. Huỳnh gì? Huỳnh Đình Lân ạ. Tại thì em đang làm kế toán ở Sài Gòn. Thì em làm ở quận 3. Còn nhà của em thì ở Đà Lạt. Bạn gái cho biết điểm mạnh điểm yếu cho của mình đi. Dạ điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống hơi giản dị một chút. Ngoài những yếu tố đó ra thì nằm hết ở yếu tố còn lại ạ. Chị dạ. Ví dụ coi cái điểm dở nhất của mình là gì? Dạ chắc là hơi thẳng tính một xíu ạ. Thẳng tính là tốt, đâu có gì đâu mà mệt. Điểm nào nữa? Em hay dùng dầu gió mỗi khi mà gặp stress hay là về vấn đề gì thì sẽ hay dùng đến nó để mà giống như là thay vì các bạn nữ thì dùng nước hoa thì em nó giống như dầu gió đúng không? Dạ đúng rồi. Nói cho em biết là chị không stress, chị cũng xài dầu gió. Cho nên cái đó cũng không phải là điểm yếu luôn. Dạ, vậy thì chắc là nằm hết ở ưu điểm rồi. Vậy là em không có điểm yếu đó. Nè nhà trai ơi, bên đây không có điểm yếu luôn. Dạ, vậy để em có điểm yếu bù vô chị. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh của em là em có tinh thần lạc quan cực kỳ tốt. Tại vì công việc của em rất là stress. Nên tự bản thân mình phải gọi là refresh bản thân được. Còn về điểm yếu hiện tại đó là do cái tính chất công việc á. Nên cái khả năng của em là trong cái phần mà giao tiếp hay là tìm hiểu về các bạn nữ thì nó hơi có vấn đề một chút, gọi là hơi nhát một chút. Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì chưa có cái nào gọi là chính thức cả. Chỉ có cái gần chính thức. Gần chính thức là ngồi bên kia đúng không? Dạ không, gần chính thức đây là mối này chắc chắn chính thức hả? Rồi còn bên mình thì sao nè? Dạ hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Chắc chưa là... có luôn, trước dạ, đây chưa... cũng chưa có luôn. Chưa, do em sống hơi lý trí một xíu. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân chương trình thì cũng có một cái cơ hội cho em. Cho nên thì em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Dạ. Nghĩa là em phân khúc ra từng dạ, cái gọi là giai đoạn trong cuộc đời của mình. Và bắt đầu từ hôm nay đổ đi em sẽ nhường cho con tim, đúng không nè? Dạ. Rồi, qua tôi coi, dạ, trong coi mặt chàng chị trai Đà Lạt coi sao nè. Hello, dạ. Chào cưng. Em tưởng tượng đi bạn Tố Nữ bên đây sao? Chắc là tranh Tố Nữ. Vừa là tranh Tố Nữ vừa là mít Tố Nữ luôn. Em muốn tìm một hình mẫu lý tưởng nào nói cho bà mối Hồng Vân biết đi. Em muốn bạn nào đó có giọng nói dễ thương. Dễ thương trong cả giọng nói và cách nói chuyện nữa. Em có thích con gái sống lý trí không? Dạ nếu sống lý trí quá thì cái mặt tình cảm của bạn sẽ bị lấn át đi. Và sẽ có nhiều quyết định nó bị ảnh hưởng. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì
hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng thì em nghĩ là sẽ phù hợp thôi, tại vì em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Em đã rất là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ, xin thưa với ông mối, xin mời ông có thể giao lưu với nhà gái. Em nhờ anh xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân một tháng giới thiệu đàn trai. À, rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thuê nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120.000 nhân cho 3 ngày. 30 ngày là 3.6 triệu. Rồi, vậy là mua còn sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi. Di chuyển 400.000 tiền xăng một tháng. Rồi. Chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi. Tiết kiệm 5 triệu. Rồi. Dự phòng 2 triệu. Rồi. Đó là tài chính một tháng rồi cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn này người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi, đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn. Thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu. Chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu, à có lên. Có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu phải có vợ rồi. À là nhân đôi hả? À, nhân đôi có vợ rồi phải cộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100 ngàn nhân cho 30 ngày là 3 triệu. Lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ơn ông ăn 120 ngày. Mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là 2 nồi cơm, giờ còn có 1 nồi cơm nó giảm à. À giảm một nồi giảm chi phí hai người nó giảm xuống. Mua sắm hai người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 500 là lên được 100. Lên được 100 sao kỳ vậy? Để chở đôi, đi chở đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu. Triệu lại. Tiết kiệm 5 triệu rưỡi. Dự phòng 2 triệu, trời ơi. Chi phí hết trơn. Tính hết trơn hết trời. Tính rồi. Tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu. Nếu như mà nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần vạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi em. Vậy vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Xé hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Cho phép ha. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bản này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Ừ. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái thứ nhất thì vì chiều cao của em không có giới hạn, cho nên là em muốn một người bạn nam cao từ 1m68 trở lên. Cái thứ hai thì về ngoại hình thì ưa nhìn một xíu, đặc biệt là không được hút thuốc, cờ bạc. Có không? Dạ, không hút thuốc và không biết đánh bài. Có ý chí tiến thủ, chín chắn để quyết định, những lúc cần quyết định thì bạn sẽ là người ra quyết định. Ok. Anh thấy thích và gái rồi đó. Thôi bây giờ em trai em đi với ai? Dạ có chị họ với đồng nghiệp của em. Rồi mời đại diện nhà trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả khán giả ở đây, và hai bạn ở trên sân khấu. Em là chị của Lân. Thực ra cái bản chi tiêu lúc nãy á là một cách để mà thể hiện Lân là dân kế toán thôi, chứ thật ra Lân không có tính toán như vậy đâu. Nên bạn nữ yên tâm ha. Dạ. Và hôm nay tới đây á thì Lân cũng rất là chín chắn và thực sự là rất nghiêm túc để tìm một nửa kia của Lân. Còn bạn nữ bên này á thì thật ra là chị rất là thích tính cách của em. Dạ. Rất là rõ ràng, tinh tế, chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Và chị nghĩ là Lân cũng rất là thích. Chị nghĩ là hai bạn có một cái sự matching với nhau đó. Rồi, cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em ruột của em ạ. À em ruột hả? Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Con tên là My và con là em gái của chị hai con. Chị hai con là một người rất là sống độc lập. Chị ấy luôn là một người mà đặt mục tiêu từng năm. Cho đến năm này thì ba mẹ con cũng hối rồi. Nên là chị của con thì cũng muốn mở lòng của mình ra. Trước giờ thì con cũng không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị con. Chị con nói gì thì con cũng đồng ý. Nên là con tin vào quyết định của chị con. Rồi con nói sơ sơ nãy giờ con cảm nhận anh này như thế nào cho chị con nghe đi. Dạ thực sự thì con thấy anh là dân kế toán. Nên là anh rất là sống rất là có kế hoạch
Và con nghĩ là chị con chắc là sẽ cũng cần một người giống như vậy. Ừ, rồi, tốt rồi. Con nay nhiêu rồi? Dạ. Con nay nhiêu rồi? Dạ, con 24 tuổi. 24 hả? Con nhiều chưa? Chưa. Khi nào cần lên đây gặp chú với cô Hồng Vân nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, bây giờ mình đã nghe góp ý hai gia đình ha. Bây giờ thôi, để hai bạn gặp nhau đi. Mở rào. Dạ, em nữa. Dạ. Bạn đọc rồi kể lại cho mình cũng được. À dạ, em cũng có món quà tặng anh. Thì đó là một cái combo, cái cuốn nốt. Thì nó sẽ làm anh sẽ ghi những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thì bên cạnh đó thì sẽ luôn luôn có một cái chiếc đồng hồ để mà luôn luôn nhắc nhở cái việc mà đặt mục tiêu của mình nó sẽ hoàn thành đúng cái thời gian đặt ra. Và cái tiếp theo đó là cái sở thích của cá nhân em thôi. Thì em nghĩ nó giúp em giải tỏa stress. Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp anh giải tỏa những cái khó khăn hoặc là vướng mắc gì trong công việc cũng như là cuộc sống. Em làm đồng hồ của anh luôn được không? Dạ. Không cần có người nhắc. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ. Lúc nãy á, anh nghe nói là em là người rất là mạnh mẽ, có ý chí, có kế hoạch, mọi thứ được sắp xếp. Nhưng mà có những thứ không thể nào sắp xếp được, nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Tại vì tình cảm nó không thể nào sử dụng lý trí được. Nên nếu như em nói em muốn mở lòng trong năm nay hoặc là năm sau gì đó, thì em đã có cái dự định gì cho việc mở lòng đó chưa? Có nghĩa là để một chút tình cảm nó lấn át lý trí của em chưa? Như em có chia sẻ đó, thì cũng như là em gái của em chia sẻ, thì ba mẹ em ở nhà cũng hối lắm rồi. Cho nên cái việc mà năm nay em quyết định cho trái tim của mình lên ngôi á, là cũng một phần là em nghĩ là em đủ chín chắn và đủ cần một người để mà ở bên cạnh mình. San sẻ những cái khó khăn cũng như là cuộc sống vui tươi của mình trong cuộc sống ạ. Tại vì dạ. Anh thấy em là người tự lập rất tốt, dạ. Có thể tự giải quyết mọi khó khăn luôn. Dạ. Em có thể kể một chút cái nào mà em cảm thấy khó khăn hoặc là cần anh giúp được không? Chắc là việc chi tiêu trong gia đình thì cái đó gần như là em không giỏi cho lắm. Em lập ra cái mục tiêu cho cá nhân mình thôi. Còn cái việc mà chi tiêu á, thì em nghĩ chắc là chương trình tìm đúng người cho em hay sao á, sẽ giúp em chi tiêu, giảm bớt chi tiêu lại một xíu. Dạ. Anh nghĩ là chắc là các khoản chi tiêu trước đây của em chủ yếu là phục vụ cho bản thân mình hoặc là lo cho gia đình của mình. Thì anh nghĩ nó là cũng hợp lý thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu anh giúp em thì có một chuyện anh sẽ giúp em, đó là mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà. Ừ. Dạ thì vậy cho em hỏi là anh có đất rồi hay sao vậy ạ? Không, anh không có đất, nhưng anh nhìn thấy em mới thấy đồng hồ, là thấy kế hoạch là anh thấy sắp rồi đó. Dạ sắp. Dạ rồi, anh có nghĩ 2 năm nữa thì anh sẽ là một người như thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ 2 năm nữa là người như thế nào. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc sống này anh sẽ là người sống hạnh phúc nhất với chính bản thân mình, với những người thân xung quanh mình. Đó là điều anh mong muốn. Tại vì như em nói đó, em là người sống về lý trí, còn anh thì tình cảm nhiều hơn. Và thật sự anh rất là yếu đuối trong chuyện tình cảm. Vậy cho em hỏi là sao trong 30 năm về trước á, thì anh lại không tìm một cái người bạn nữ nào để cùng anh chia sẻ? Thì cái rào cản nào để mà anh tìm một bạn nữ sẽ phù hợp với anh? Thật ra nếu nói kỹ hơn là cuộc sống trước đây á, thì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là sẽ lập gia đình hay là có tình cảm bất kỳ ai cả. Cho tới khi là anh thấy là mình xảy ra biến cố rồi, và anh nhận ra là mình không thể nào sống một mình được. Tại vì bản thân mình, ngoài cái chuyện là chia sẻ tình cảm, chia sẻ với người thân, thì có một điều quan trọng hơn nữa, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không thể nào một người có được hạnh phúc. Dạ. Anh có câu hỏi nào không? Không, nhìn em xinh quá anh hết muốn hỏi. Vậy vậy thì chẳng là em hỏi hồi. Mình tiến đến mình nắm tay cô gái để trao cảm xúc với nhau. Thôi, mình hát tặng bạn gái một bài gì đó. Bạn gái cũng vậy, anh cũng muốn hát đó mà giờ anh sợ hát lên là bị bể dĩ liền à. Dạ hát hay không bằng hay hát. Thôi để em hát trước hả? Dạ rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Em xin hết. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Cho anh nợ một bài nha. Dạ không sao ạ. Hiện nay trong trái tim của em đang như thế nào? Em có thể diễn tả và cảm nhận từ người đối diện như thế nào? Hãy nói rút ruột rút gan cho bạn gái nghe đi. Thật sự thì em nhận thấy đây sẽ là một người có thể giúp em tiến xa trong cuộc sống, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi.
Trời okay. ơi, cái câu đáng yêu lắm luôn á. Bây giờ hai bạn để tay vào nút bấm. Các bạn có thể đưa ra chứng kiến của mình, quyền quyết định là của mình, và bấm bằng trái tim của mình nha. Khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Rồi, thẳng bây ra. Giờ sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm hoặc không bấm nha. Dạ. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cả hội trường mừng vui đó, cả hội trường mừng vui đó. Nắm tay, bây giờ là mình có quyền nắm tay nhau rồi. Coi như ba mẹ đang xem truyền hình. Bạn nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Rồi ba mẹ của mình nữa. Đứng ở đây con xin phép bên ba mẹ của bạn gái và cũng là ba mẹ của con luôn. Thì thật sự con không dám hứa chắc là sẽ đem lại niềm vui cho bạn gái này lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà con chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất ở bên cạnh con. Nhân đây là mình xin hôn bạn ở đáng yêu vậy thôi chứ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc nhé.